trả lời cho một số em có thắc mắc là làm sao để biết một khi có bài mới. Thì đương nhiên là mấy em phải nhấn vào cái nút subscribe và us ở dưới cái phần khi mấy em mở cái clip ra coi đó. Đó là để mỗi khi như vậy có bài mới là sẽ có thông báo cho mấy em vào trong cái địa chỉ mail của mấy em. Rồi còn đây thì mình có một cái proverb và một câu phương ngôn vui vui. L'exception confirme la règle. Cái sự ngoại lệ nó khẳng định cái quy tắc. Rồi đây thì cô lại giới thiệu một vài cái ví dụ ta làm việc với các cái COD và COE. Ví dụ như đây ta có cái câu hỏi là keeper, le faire, ai có thể làm điều đó. Cái chữ le không riêng chỉ là thay cho một danh từ giống đực và số ít, mà nó có thể thay cho một ý nghĩa tổng quát hoặc cũng dùng có một chữ le mà thôi, ai có thể làm điều đó. Bây giờ keeper, te donne des conseils, ai có thể cho em cái lời khuyên đó. Thì em mới trả lời là mes parents peuvent me donner des conseils. Cha mẹ em, cha mẹ tôi có thể cho tôi những lời khuyên. Ở đây là mình có tới hai cái động từ. Động từ vừa qua và động từ donner. Nhưng mà vào đâu mình sẽ để ở đâu? Mình có quy định nó là bổ nghĩa cho động từ nào thì nó được động từ đó mà thôi. Mình có cấu trúc donner, can, the show, sẽ ăn, can. Cho một món đồ gì đó, cho người nào đó. Bây giờ chúng ta là tức là donner des conseils à moi. Nói nôm na là à moi, nhưng mà mình sẽ dùng câu đó. Siêu đi là mình sẽ dùng mơ mà mình nhớ trước động từ donner. Bạn này em có thể cho anh những lời khuyên. Với câu hỏi 2, cô ví dụ keeper, te nourrir, ai có thể nuôi nấng em? Em trả lời là mes parents peuvent me nourrir, em định động từ nourrir vào đây, cha mẹ tôi có thể nuôi nấng tôi. Rồi, tới ví dụ câu thứ 3, cô hỏi là keeper, vous expliquez la leçon. Chữ vu khi mình nói với một người, cùng vu, thưa ông, thưa bà, hoặc là thưa các em, thưa quý vị, cùng vậy. Ai có thể giải thích cho các em cái bài học? Mấy em á, bây giờ ví dụ như mình lấy cương vị là chúng tôi, thầy giáo thì giảng bài cho nhiều học trò. Notre professeur peut nous expliquer la leçon. Thầy giáo của chúng tôi có thể giải thích bài học cho chúng tôi. Đó. Thì cũng như vậy đó, động từ pouvoir nằm trước không liên quan gì, nhưng mà giải thích bài học cho chúng tôi thì chính cái chữ này nó là bổ nghĩa của động từ expliquer. Rồi, cô muốn hỏi câu tiếp. Keeper examiner le malade, examiner tức là khảo sát, xem xét. Ai có thể xem xét các người bệnh, tức là khám cho người bệnh. Thì mình ở đây mình sẽ thay lại cái chữ này là khám con người bệnh, thì mình nói là ai có thể khám mấy người đó. Le médecin. Đây chữ lê đây là thế cho lê malade. Le médecin peut les examiner. Rồi cái câu dưới câu hỏi là keeper donne des piqûres au patient, ai có thể cho những cái một chút với các cái bệnh nhân. Mình trả lời là cô y tá có thể cho mấy người ấy những cái mũi chích. Đây mình có một COE đó, vì mình có giới từ. Rồi A với L mình ghép lại thành O. Les infirmières peuvent leur donner des piqûres.